Kênh Hoa Lan Thiện Phượng xin kính chào cả nhà. Ngày mới chúc cả nhà vui vẻ, sức khỏe và thành công. Trước màn hình của cả nhà là Thái Thuần, các màu, gọi là màu xổ số, hàng mít từ 8 đến 10 sen. Hàng này là hàng size rất là lớn. Với cái tiêu chí là muốn sưu tầm cái hàng lớn về cho cả nhà, có hàng chơi Tết, hàng biếu Tết cho sếp, thì kênh Hoa Lan Thiện Phượng mới sưu tầm được cái hàng lớn này. Hàng này hiện tại thì không có nhiều, về được khoảng 18 cây, bản lá từ 8 đến 10 sen, từ 9 cho đến 14 cặp lá. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với số hotline 0978 379 479 và số Zalo là 0974 165 415. Tức là cái hàng này kênh Hoa Lan Thiện Phượng nó không có nhiều, chỉ sưu tầm được hiện tại mới được có một số cây như vậy thôi, nhưng mà hàng rất là đẹp cả nhà nhé. Hàng như hình ảnh các bạn đấy, là chính hàng như các bác đang xem đấy. Hàng nguyên vậy thôi, về bỏ vào chậu 30-35 là rất là ok, rất là đẹp. Các màu như là có cả màu hồng cánh sen, màu đỏ đốm, màu bò sữa và màu sắc pháo. Đó là gọi như màu xổ số. Về đến nhà thì kênh Hoa Lan Thiện Phượng mới kiểm tra. Còn hàng này thì đến thứ 6 tuần tới thì hàng sẽ về. Còn hiện tại thì ở trong vườn kênh Hoa Lan Thiện Phượng rất là nhiều size, nhiều cây. Thì hiện tại kênh Hoa Lan Thiện Phượng đang có một chút việc gia đình về đám cưới cho cháu. Thì hiện cả nhà trong chắc chắn là phải đêm Chủ Nhật. Thì nhà em sẽ chia sẻ rất là nhiều hàng. Hàng rất là nhiều màu, nhiều hàng và nhiều size. Các bác nhé, các bác nào mà chưa đăng ký kênh Hoa Lan Thiện Phượng thì đăng ký kênh. Cho em xin một like, một lượt đăng ký và lượt chia sẻ nhé. Em xin chào cả nhà. Bye bye.